Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu máy mới của BlackBerry tên là BlackBerry Z3. Thì mình vừa mới mượn được cái hộp này từ hãng. Thì ngay từ phía ngoài hộp thì các bạn đã thấy chúng ta có một cái logo, một cái tên BlackBerry Z3 ở đây, logo BlackBerry. Ở bên đây là một cái dòng chữ BlackBerry rất là lớn. Đây là cái phần thông tin của máy, còn có suy mê. Phía sau là rất là nhiều những cái thông tin, rất là nhiều thứ tiếng. Và chúng ta có một cái logo Qualcomm, máy này nó chạy chip của Qualcomm. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp nhanh để show cho các bạn thấy những phụ kiện kèm theo BlackBerry Z3 này. Đây là cái máy của chúng ta, màu đen rất là đẹp, mình sẽ nói về cái máy này sau. Phụ kiện kèm theo gồm có một cái tai nghe loại stereo, cắt micro USB, một cái cục sạc của BlackBerry Made in India luôn chứ không Made in China nữa. Và cuối cùng là những cái sách hướng dẫn kèm theo cái BlackBerry này. Đây là toàn bộ những phụ kiện kèm theo cái BlackBerry Z3 sắp được bán tại Việt Nam. Thì cái máy này có màn hình là 5 inch và độ phân giải là UHD 540x960. Thì cái mật độ điện ảnh khoảng 220 ppi. Chúng ta có ở đây một cái loa thoại được làm bằng kim loại, cái camera trước 1.1 megapixel, logo BlackBerry. Ở bên cạnh trái ở đây là nút nguồn, thì nó được làm khác màu với những cái nút tăng giảm âm lượng. Ở đây chúng ta có một cái màu bạc, còn cái nút tăng giảm âm lượng và cái nút ở giữa này dùng để sử dụng cái tính năng BPM. Một cái nút này chúng ta có thể set cho nó một cái ứng dụng để chúng ta có thể mở nhanh. Đây là hai phím tăng giảm âm lượng trên dưới thì nó làm màu đen, còn cái phím nguồn thì nó làm bằng màu bạc và được làm bằng kim loại rất là đẹp. Ở bên cạnh phải thì nó trơn, và ở đây chúng ta có cái nắp. Thì cái nắp này nó chứa cái case SIM và thẻ micro USB ở phía trong. Tại vì cái máy này nó không có tháo nắp được, nó làm dạng nguyên khối để tăng cái sự đầm tay và chắc chắn cho cái máy này. Ở cạnh trên thì chúng ta trống chỉ có một cái jack 3 ly rưỡi để chúng ta cắm tai nghe thôi. Ở phía dưới chúng ta có một cái mic thoại và cổng micro USB để chúng ta sạc cũng như truyền dữ liệu qua máy tính. Ở mặt sau thì đây là logo BlackBerry được làm bằng kim loại rất là đẹp. Và cái mặt lưng này mình rất là thích, cầm lên rất là đã tay, nhám và không dễ bị trơn. Ở đây chúng ta có một cái camera 5 megapixel và đèn flash. Đây là cụm loa ngoài của máy. Thì cái loa ngoài này mình sử dụng qua thì nó khá là lớn. Các bạn có thể thấy cái giao diện máy chạy BlackBerry OS phiên bản 10.2.1. Thì cái máy này được xuất xưởng với cái phiên bản mới nhất của BlackBerry và có thể cài được những cái file APK của Android vào đây để sử dụng luôn. Máy chạy khá là mượt. Cái máy này nó chạy chip Snapdragon 400, tốc độ 1.2 GHz và RAM của nó là 1.5 GB, bộ nhớ trong của nó là 8 GB và hỗ trợ thay nhớ lên đến 32. Pin của cái máy này là 2.500, thì mình xài được khoảng 1.500, khá là tốt. Nhìn chung thì cái máy này cũng tương tự như Z10, cũng có một cái độ mượt như vậy. Cái BlackBerry Z3 này hiện nay đang có trưng bày tại cửa hàng 144 Võ Thị Sáu của Mai Nguyên. Các bạn có thể tới và trải nghiệm thử cầm trên tay để cảm nhận được cái độ mượt cũng như cái thiết kế rất là đẹp của cái BlackBerry Z3. Xin cảm ơn các bạn.